Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ cữu. Bộ cữu này thì nó là 6 nét và nó sẽ biểu nghĩa là cái cối giã gạo nhá. Đấy, mà mình trông nó biểu nghĩa của nó cũng giống như cái cối giã gạo thật. Tiếp theo thì bộ này viết nó khá là kỳ quặc vì quy tắc bút thuận. Chúng ta sẽ viết nó như thế này. Hình dạng của nó này, một nét ngang gập xuống này, sau đó một nét ngang ở đây. Rồi chúng ta sẽ nối nét ngang vào với nhau như này nhá. Khi chúng ta nối vào với nhau, chúng ta sẽ nối cái nét ngang ở phía dưới, chúng ta nối ở cái phần đuôi nét, chúng ta sẽ hơi nhả nhẹ và vuốt nhẹ xuống phía dưới để cho nó dính với cái phần nét ngang gập phía bên tay phải. Ngoài kết cấu của cái bộ này thì nó sẽ bao gồm nét phẩy ngắn phía bên trên. Và phần ghép chữ thì nó sẽ được viết đó là theo kết cấu thượng hạ bên trên bên dưới. Chúng ta sẽ viết một cái bộ cữu này phía bên trên trước để biểu nghĩa. Tiếp theo là một chữ ở phía dưới, ví dụ như là tượng thanh, hài thanh ở phía dưới. Ở đây thì mình có nhiều cái clip viết về 214 mẫu thủ và viết về chữ Hán, nếu như các bạn mà có nhu cầu mà luyện chữ Hán thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé.